Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe tay ga Honda SH 2020 cuối tháng 7 năm 2020 giảm giá trước cái tháng mưa ngầu. Sẽ còn gần hơn một tháng nữa là tới cái tháng 7 âm lịch, thời điểm mà có sự mua sắm xe máy có thể bị lắng xuống như các năm trước. Và ở thời điểm hiện tại, các dòng xe như Honda SH cái bản cho năm 2020 đang có dấu hiệu giảm giá. Nhưng riêng cái phiên bản năm 2009 thì có mức giá vẫn cao cực sốc. Thị trường xe tay ga Việt Nam trong tháng 7 năm 2020 đang trở nên là náo nhiệt hơn bao giờ hết, khi có sự hiện diện của rất nhiều tân binh mới, điển hình như cái chiếc Honda S-Mod 2020 và một cái chiếc Piaggio Liberty Express Series 2020. Và ở phân khúc cao cấp hơn thì Honda SH 2020 hiện vẫn đang là một cái dòng xe tay ga hot nhất thị trường Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên đến nửa cuối tháng 7 năm 2020 và bước qua cái tháng 8 thì giá của chiếc Honda SH 2020 được cho đang giảm giá khá mạnh. Các mẫu xe phiên bản động cơ từ 125 đến 150cc đang có mức giá bán ra chênh nhẹ hơn so với mức thời điểm trước đó. Vào hết các lý, các mẫu tay ga này đang bán mức giá thực tế cao hơn cái mức giá đề xuất từ 5 đến 10 triệu đồng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy các lý cần phải hạ nhiệt giá xe SH để kích cầu hơn nữa, tạo một cái đỉnh lượng bán ra trước khi bước vào cái tháng 7 âm lịch, hay còn được gọi là tháng của hồn, thời gian mà nhiều người vẫn quan niệm là hạn chế mua sắm xe mới. Mặc dù vậy, riêng cái phiên bản của SH 2009 hiện vẫn đang đổi giá cực sốc. Ta có thể thấy những dòng xe đời cũ khan hàng còn nên những dòng tay ga này được nhiều người săn lùng rất nhiều. Riêng cái dòng Honda S cái bản 2009 được bán và đẩy giá lên cao hơn cả chục triệu đồng so với mức giá đề xuất. Để giúp những bạn xem clip với những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá xe tay ga Honda SH trong nửa cuối và đầu tháng 8 năm 2020 như sau. Cái chiếc Honda SH 125 CBS cái bản năm 2009 mức giá đề xuất là 68 triệu đồng, giá bán lẻ 100 triệu đồng. Honda SH 125 ABS 2009 mức giá đề xuất là 76 triệu đồng, giá bán lẻ 107 triệu đồng. Honda SH 150 CBS 2009 mức giá đề xuất là 82 triệu đồng, giá bán lẻ 120 triệu đồng. Honda SH 150 cái bản ABS 2009 giá bán đề xuất là 90 triệu đồng, giá bán đại lý 125 triệu đồng. Honda SH 150 CBS cái bản DM 2009 giá bán đề xuất là 83 triệu 500 ngàn đồng, giá bán đại lý là 110 triệu đồng. Honda SH 150 ABS cái bản DM 2009 giá bán đề xuất là 91 triệu 500 ngàn đồng, giá bán đại lý là 127 triệu đồng. Honda SH 125 cái bản CBS cho năm 2020 mức giá đề xuất là 71 triệu đồng, giá bán đại lý là 81 triệu đồng. Honda SH 125 ABS 2020 mức giá bán đề xuất là 79 triệu đồng, giá bán đại lý là 97 triệu đồng. Honda SH 150 CBS 2020 giá bán đề xuất là 88 triệu đồng, giá bán đại lý 100 triệu đồng. Honda SH 150 ABS 2020 giá bán đại lý, giá bán đề xuất là 96 triệu đồng, giá đại lý là 110 triệu đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và đừng quên tiếp nhớ like, share và subscribe.